Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực kỳ chuẩn xác, đúng trong tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, biết rõ thiên thời, hưởng trọn lộc trời, tiền bạc đổ về ào ào như thác lũ, giàu có nước tường đổ dách, nổi danh khắp vùng thiên hạ. Quý cô bác anh chị thân mến, trong cuộc đời của mỗi một chúng ta, quý cô bác anh chị hay ngay cả bản thân của tôi, chúng ta đều phải trải qua lúc dinh và lúc nhục. Tuy nhiên, để biết được lúc nào dinh đến, còn lúc nào nhục đến, thì quý cô bác anh chị hay ngay cả bản thân của tôi, chúng ta đều không biết trước được điều đó. Và tử vi là môn khoa học dự đoán của người xưa để lại, phần nào đó sẽ giúp cho quý cô bác anh chị cũng như ngay bản thân của tôi đoán định được một phần nào đó về tương lai của chúng ta sẽ như thế nào. Theo các thầy tử vi, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong tháng 11 âm lịch năm 2024, quý tính chủ sẽ đối đầu thái tuế, đen đuổi đủ đường, ngồi không cũng gánh hạn. Tuy nhiên, quý tính chủ trong cái rủi có cái may, quá hung thành cát, vào nước đố đổ dách, ai nấy đều ngạc nhiên. Kính thưa quý cô bác anh chị, và đặc biệt là quý tính chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thân mến, mọi người sinh ra, chúng ta đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có thể thời trẻ nhiều người sẽ phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất, nhiều khi chính họ cũng nghĩ rằng mình không bao giờ trả hết nợ, vì cứ trả hết cái này lại có cái khác xuất hiện, vì vậy cho nên họ luôn mưu cầu cuộc sống của mình sẽ thuận lợi hơn đôi chút. Kỷ Dậu sinh năm 1969 cũng vậy, tuổi này tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Người này họ luôn tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định, an lạc. Họ theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc, họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Theo các chuyên gia tử vi cảnh báo, trong tháng 11 năm 2024 âm lịch, Kỷ Dậu sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của cục diện tương phá, cho nên phải gánh trên vai rất nhiều áp lực, nhất là vấn đề về kinh tế. Đây có thể là thời điểm rất xấu nếu như quý tính chủ không nắm rõ được vận trình của mình và cách hóa giải hung tinh, thì tuổi Kỷ Dậu rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra, rất có thể gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, có thể bị tiểu nhân dây hãm và quấy rối liên miên. Vậy phải làm thế nào để hóa giải được vận hạn này thì xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 năm 2024 âm lịch ngay dưới đây nhé. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, tháng 11 âm lịch, đối đầu thái tuế, đen đuổi đủ đường, ngồi không cũng gánh hạn. Về tổng quan cuộc đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, kính thưa quý cô bác anh chị, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 hay còn gọi là báo tri kê ngũ hành quý tính chủ đại trạch thổ, tức đất nền nhà, mà tướng xương con gà, tướng tinh con thỏ. Xem tử vi trọn đời thấy rằng tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước, thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của quý tính chủ thích động chứ không thích tĩnh,
Họ thích đi chơi đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Kính thưa quý cô bác anh chị, trong năm 2024 sẽ có thời điểm báo là cô bác gặp được sao tốt chiếu mệnh, cũng có những thời điểm chịu sự chi phối ảnh hưởng của hung tinh. Đó cũng là lẽ bình thường của nhân sinh. Điều quan trọng là quý tín chủ càng cần nắm bắt được thời điểm nào tốt, thời điểm nào xấu với mình, để từ đó có thể chuẩn bị những phương án hóa giải vận hạn xấu, hay là nắm bắt thời cơ vận hạn tốt để thực hiện những dự định, kế hoạch của mình trong tháng 11 năm 2024 âm lịch tới đây. Cô bác Kỷ Dậu phải đương đầu với cục diện phá thái tuế. Đây là cục diện xấu, đem đến cho cô bác nhiều trắc trở, vất vả trong vận trình của mình. Để cải thiện điều này, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu cần phải luôn mang theo bên mình dòng tam hợp quý nhân là Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ sẽ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Kỷ Dậu là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao, họ rất chuyên cần, làm việc hiệu quả, có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Quý tín chủ sẽ nhận trách nhiệm mà không trông chờ được đền đáp, động cơ thúc giục họ chính là thành công. Tuổi này luôn đề ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi người khác làm theo, gia chạm có thể xảy ra với đồng nghiệp. Thì các điều kiện này không được đảm bảo, con giáp này liên tục học cách đòi hỏi quá cao ở người khác và hay nghiêm trọng quá vấn đề. Kỷ Dậu ổn định và tính thực tế, họ rất điềm tĩnh và chín chắn, họ khá dè dặt và thận trọng khi đưa ra quyết định không uyên bác như những tuổi Dậu còn lại. Kỷ Dậu nổi trội bởi trí thông minh mang tính thực tế, quan sát bền bỉ, sự trầm tĩnh của Kỷ Dậu có thể chuyển thành những thay đổi mang tính triết lý. Ở tuổi trung niên, quý tín chủ có thể có niềm tin sâu xa ở tôn giáo và các lĩnh vực về tâm linh. Ở mặt trái của vấn đề thì Kỷ Dậu thiếu linh hoạt hơn các tuổi Dậu còn lại, họ khá cương quyết và không khoan nhượng trong quan điểm cũng như quan hệ với mọi người. Kỷ Dậu có thể bám quá chặt vào một niềm tin hay là quan điểm nào đó, nhất là khi đã đứng tuổi. Tuổi này thì nhu cầu hết sức lớn về an toàn vật chất và tình cảm, cũng giống như những chú gà chẳng muốn rời xa trang trại. Tuổi này hạnh phúc nhất khi sống giữa môi trường quen thuộc đã lâu, họ không muốn có những trải nghiệm mới kỳ lạ trong giao tiếp. Thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, dễ ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ, cho nên họ thường đạt được hiệu quả cao. Lòng người thường hướng về ủng hộ trong mắt mọi người. Đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà họ luôn dễ dàng giành được thành công. Con giáp này được quý nhân luôn ở bên mình, nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân, bạn vì thế rất dễ dàng giành được vị trí cao như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi trở nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Người tuổi Kỷ Dậu hiền lành, nhân hậu, không màng chuyện thế sự, mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Quý tín chủ vốn lấy lao động là niềm đam mê, và luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong bàn tay ta, nếu không ngừng cố gắng thì sẽ không thể xây dựng được một cuộc sống sung túc viên mãn. Tuổi Kỷ Dậu cuộc đời được sung sướng về vật chất và tiền bạc, được dồi dào, tiền vận cũng có nhiều lao đao lận đận. Từ trung vận trở đi mới được thành công và sống an nhàn, tài lộc của bạn được tốt đẹp. Công danh sự nghiệp ở vào mức độ trung bình mà thôi. Công danh của tuổi Kỷ Dậu vào thời tiền vận thì lên cao, nhưng sau đó lại bị lu mờ và sống an thân cho đến lúc tuổi về chiều. Về tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí, Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết, đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục. Trong Quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí. Dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa, bản chất của Tiết Đồng Chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm Tiết Đồng Chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm,
nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Xét về địa chi, thì Kỷ Dậu gặp Tý Lâm cục diện tương phá trong tháng này. Chính vì thế, tuổi Kỷ Dậu dễ gặp thất bại và tổn thất trong làm ăn, vận hạn sa sút, tiểu nhân thị phi bủa vây. Xét về mối quan hệ thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Giáp Dương Mộc là chính quan, đại diện cho quan chức tốt, chính trực trong chính quyền điều hành xã hội, mà con người phải tuân theo pháp luật nhà nước. Trong tháng này, vì thế tuổi Kỷ Dậu cần chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận, những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, khách hàng cần khôn khéo tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc nhé. Xem tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch thì đây được xem là một tháng khó khăn đối với tuổi Kỷ Dậu. Điều tốt nhất bạn nên làm đó là hạn chế tối thiểu mức rủi ro có thể xảy ra với mình trong công việc. Nếu mọi thứ suôn sẻ quá thì bạn không có cơ hội phát triển, nhưng khi có chút sóng gió thì ta hay bất an. Tuy nhiên, vấn đề tình cảm có nhiều rắc rối, vì bạn thường thiếu quan tâm đến nửa kia của mình, mà bạn chỉ tập trung cho sự nghiệp. Nếu bạn nhận ra và tìm cách điều chỉnh, thì vợ chồng lại hạnh phúc, nồng ấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thời gian này, tuổi Kỷ Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc cầu may mắn bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, cho nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả trong tháng 11 này đó. Và tiếp theo là phần luận giải tử vi Kỷ Dậu trên các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe như sau. Xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch thì xuất hiện lời nhắc nhở để tuổi Kỷ Dậu càng khôn ngoan hơn trong cách nhìn người. Nếu không muốn phạm sai lầm, có người tỏ ra đáng tin cậy đó, nhưng trong một hoàn cảnh nào đó họ mới lộ diện và bạn phải rất bất ngờ vì điều này. Đấy là một người thẳng thắn và chân thành, bạn luôn mong mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch khi phát hiện ra điều gì đó bất thường trong công việc. Chính vì thế, bạn hãy chủ động trình bày với cấp trên để giải quyết triệt để vấn đề nhé. Nếu không thể thay đổi hoặc cải thiện tình hình thì bạn nên tạm quên mọi chuyện và tập trung làm tốt công việc của mình. Xét về phương diện tài lộc, xét về đường tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 năm 2024 âm lịch này cho thấy, vì bạn luôn muốn an toàn cho nên quý tính chủ khó gia tăng tài sản của mình. Có thể bạn hiểu biết nhiều nhưng thiếu hành động, cho nên đã để những điều bạn biết kìm hãm năng lực kiếm tiền của mình. Quý tính chủ là người thông minh đó, nhưng hay do dự, không quyết đoán, cho nên dù cơ hội luôn có nhưng bạn không nắm bắt được để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Chính vì thế, đừng oán trách rằng tại sao người ta nhanh giàu còn bạn thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình, có nguy cơ bạn bị mất trắng mà không còn cả danh lẫn tiền đâu đấy. Và lời khuyên cho người tuổi Kỷ Dậu là bạn nên làm ăn chân thành, tuy mọi thứ phát triển chậm nhưng sẽ tốt hơn là việc tiền nhanh đến và nhanh đi, cuối cùng bạn chẳng thể tích lũy được gì. Các gia chủ Kỷ Dậu trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng dòng cổ minh quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng cực mạnh, xua tan được tà ma. Đem theo vật phẩm này bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe cho gia chủ. Đây là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì trú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về phương diện tình duyên, tháng này thì có quý nhân xuất hiện, mang tới cho tuổi Kỷ Dậu nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý giúp đỡ hết mình. Nếu vẫn còn sống một mình thì bạn có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo thổi cơm chung, có thêm một người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Với người đã có gia đình, nhìn chung gia đạo êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn. Tuy nhiên, nam mệnh cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời hơn nhé.
sự áp đặt một cách gia trưởng của bạn sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Về phương diện sức khỏe, trong tháng 11 âm lịch thì sức khỏe người Kỷ Dậu khá ổn định. Gia chủ có chút phiền muộn sau công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ Kỷ Dậu không nên quá cật lực kiếm tiền nhé, mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn lúc này nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Sau đây, mời quý vị cùng đi tìm hiểu tiếp về vận trình từng tuần của bản mệnh tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng 11 âm lịch. Đầu tiên, tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Dậu 1969. Đầu tuần được thiên tài phù trợ, giúp cho công việc của người tuổi Kỷ Dậu tiến triển suôn sẻ, kinh nghiệm và bản lĩnh, giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng, giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa, còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác. Đáng tiếc, trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương phá nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dùng toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ mặc những người thân thiết nhất. Song đào hoa dượng nên tinh thần của bản mệnh những ngày này luôn phơi phới. Kỷ Dậu nên nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác để thấy rằng hạnh phúc vẫn luôn ở bên mình. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, trửu, thìn. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Dậu 1969. Theo tử vi tuần của 12 con giáp, thiên tài xuất hiện là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Dậu. Bạn gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua. Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm. Nguyệt lệnh sinh cho thấy, thời gian này, bản mệnh là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng, cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ, thìn, hợi. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Dậu 1969. Thiên quan chiếu mệnh, người tuổi Kỷ Dậu phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt trong tuần này. Bạn nên cẩn thận trong công việc, chớ nên lơ là để mắc vào bẫy của đối thủ, khiến công sức đổ sông đổ bể một cách đáng tiếc. Dù tình huống có rắc rối như thế nào, bạn cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan. Xét về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố cần thiết để bạn tiến bộ. Nó sẽ góp phần giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cũng như là mình cần khắc phục những điểm yếu nào. Chính tài dượng cho thấy tình hình tài chính trong tuần khá là khả quan. Đây là điểm đáng mừng cho con giáp trong tuần. Kiếp tài cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn nhé. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, trửu, thìn, dần. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Dậu 1969. Cục diện tương hại thái tuế gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Kỷ Dậu. Bạn có thể vô tình vướng vào rắc rối, đắc tội với kẻ tiểu nhân. Do đó, bạn cần tập trung vào công việc hơn, đừng tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó thì bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa. Bởi điềm báo trong tuần có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện, bạn không nên phụ thuộc vào ai và chủ động hơn trong mọi việc. May mắn là có thái âm cát tinh trợ mệnh, nên quý chủ Kỷ Dậu vẫn có thể giữ được thế chủ động, tài chính không có biến động nhiều, cũng không mấy bị ảnh hưởng do tương hại gây ra. Nói chung, đây là một điểm sáng trong tuần cuối tháng này.
Khi về nhà bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc. Đừng giấu mọi việc trong lòng khiến tâm trạng càng thêm căng thẳng. Đây vừa là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vừa là cơ hội để gắn kết quan hệ giữa hai người. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, xanh nước biển, trắng, quý nhân phù trợ, thìn, sửu, dậu. Tiếp theo sau đây, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ về giờ sinh phát tài và phong thủy cải vận cho tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 âm lịch 2024 này. Sinh giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Người tuổi Dậu sinh vào giờ Sửu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vật chất đầy đủ, hành sự trượng nghĩa nên được nhiều người yêu mến. Nhưng đôi lúc không tránh khỏi kẻ tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp. Sinh giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ. Vì Thìn thổ sinh Dậu Kim nên người này có vận số tốt, vật chất dư giả, quyền cao chức trọng, tuy có lúc gặp thất bại nhưng tổn thất không lớn. Người này có tính cách ôn hòa, chân thành đối đãi mọi người, lời nói và hành động luôn nhất quán nhưng lại khá cố chấp. Dù là sự nghiệp hay tiền tài, khi gặp khó khăn đều được là người trợ giúp nên đều phát triển thuận lợi. Sinh giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ. Sinh vào giờ này, người tuổi Kỷ Dậu có tâm địa lương thiện, học hành giỏi giang, tự lực tự cường, trung hiếu song toàn, không quý thì phú, ra ngoài thành đạt, giang danh tứ hải, hậu vận vinh hoa, cả đời hưởng phúc lộc. Sinh giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi Kỷ Dậu sinh giờ Tuất có dịch mã chiếu mệnh nên có số xuất ngoại, lập nghiệp ở xứ người, bôn ba khắp nơi cầu tài, gặt hái được những thành quả to lớn. Tuy nhiên người này gặp trắc trở trong tình yêu và hôn nhân. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp cô bác anh chị tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Kỷ Dậu 1969. Theo sao chiếu mệnh, sao thổ tú. Đây là hung tinh gây ra sự trở ngại về tinh thần, sự xung khắc trong các mối quan hệ, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Gặp hạn ngũ mộ thì tinh thần bất an, tiền bạc tuy có nhưng hao tán nhiều. Không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Dậu 2024, tuổi Kỷ Dậu nam mạng gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương trong năm Giáp Thìn. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào giai đoạn ổn định, gia đạo khá hài hòa nhưng khó tránh khỏi lúc xung đột nhẹ, đừng lấy làm căng thẳng. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản,
gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng tuổi Kỷ Dậu 1969, theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán. Dân Hán là trung tinh, vừa mang tính tốt mà lại có thêm tính xấu. Năm gặp sao này chiếu mạng thì công việc làm ăn ở mức trung bình, đương số dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Gặp hạn ngũ mộ thì tinh thần bất an, tiền bạc tuy có nhưng hao tán nhiều, không nên tin người thái quá. Không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay dạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Dậu 2024, sang năm con rồng, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào giai đoạn ổn định, gia đạo khá hài hòa nhưng khó tránh khỏi lúc xung đột nhẹ, đừng lấy làm căng thẳng. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, ổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Dân, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ với quý cô bác anh chị về luận giải tử vi của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Trong tháng 11 năm 2024 âm lịch, hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi vừa chia sẻ, thì quý cô bác tuổi Kỷ Dậu có thể áp dụng, tránh hung quá cát, để lộ trình công việc tháng này được thuận lợi suôn sẻ nhất có thể, và chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có, và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.